không tham gia vào cuộc đua cấu hình như những dòng điện thoại hiện đại. Thế nhưng XOR vẫn luôn được giới nhà giàu săn đón mỗi khi nhà sản xuất tung sản phẩm mới. Vậy điều gì khiến cho chiếc điện thoại này trở nên hấp dẫn đến như vậy? Câu trả lời nằm ở tính năng bảo mật của điện thoại. XOR là một chiếc điện thoại được sản xuất với hệ điều hành chuyên biệt gồm XOR Shield và XOR Peer, nâng cao mức độ bảo mật và quyền riêng tư cá nhân cho người dùng. Nếu như XOR Shield có thể hoạt động như một bức tường lửa và tường băng, giúp phát hiện những trạm phát sóng giả, vừa cho điện thoại không bị tấn công từ xa, vừa bảo vệ SIM card trước sự đột nhập nguy hiểm từ bên ngoài, thì XOR Peer lại có chức năng tạo ra kênh giao tiếp an toàn giữa XOR với các chiếc điện thoại khác. Vì máy chỉ có duy nhất một mã kích hoạt giúp mã hóa kênh giao tiếp. Để có thể xâm nhập được vào thông tin cá nhân, một hacker phải thử với 2.256 tổ hợp mật mã, tương đương với 5,4 tỷ năm mới có thể xâm nhập vào data bên trong điện thoại. Chính vì lẽ đó mà XOR trở thành lựa chọn hàng đầu cho tất cả các doanh nhân thành đạt cũng như các chính trị gia tầm cỡ.